Chị. Vậy. Ngày mai đám giỗ ông già. Chị rảnh không? Xuống nhà em chơi, sẵn thăm bà già luôn. Rồi cái mình đi chơi xả stress. Nè 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 nè, sẵn tiện hôm nay á, nhắc tới ba mẹ mới nhớ nha. Tụi bay làm ơn làm phước, thương cha thương mẹ giùm tao một cái nha. Lớn rồi lấy vợ đi, lo làm ăn nữa tối nào đu đu theo tao hoài. Bây giờ nè, bây giờ chị lấy chồng đi, sẵn tiền cái hai đứa em ăn kẻ luôn.